trò đây, và đây là cánh dâu bạn mình, cánh dâu trong quả dâu chứ không phải là dâu riêng. Chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của Ăn Gì Uống Gì chúng mình, và ngày hôm nay chúng mình có một món rất là ngon, một món ăn đường phố siêu siêu ngon ở cái đất Hà Nội này. Đấy chính là cái bánh nào là của ông mì đây, cái này của bạn. Đây là bánh mì dân tộc. Thật sự thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn quy trình làm món này rất là ngon và rất là lạ. Mình chưa thấy một chỗ nào làm được cái bánh mì nó ngon như thế, và cách làm của nó cũng rất là lạ luôn. Nó không như kiểu các cái bánh mì bình thường chúng mình hay ăn, cứ gấp đồ bỏ vào đâu. Nó sẽ ngon hơn như thế rất nhiều lần, và thực sự là một cái như này ăn rất rất no là khác luôn ấy. Rất là ngậy các bạn ạ. Bạn tìm cái nhà quên mất giá rồi. Là khoảng 20-25 gì đấy. 20-25 gì đấy. Nhưng mà nó rất là nhiều thứ, nó đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Nó kiểu siêu thập cẩm. Nó ghét ăn đồ bánh mì lắm không ạ? Tôi thế. Bạn giới thiệu các bạn giờ bánh mì ở đây được gọi là bánh mì dân tổ, vì mở vào cái khung giờ mà dân tổ đi nhiều nhất ở ngoài đường. Đấy là bắt đầu từ 3 giờ sáng. Ngày xưa thì cô chỉ mở từ 3 giờ sáng đến tầm khoảng 5 rưỡi sáng thôi, nhưng mà bây giờ thì cô ấy mở bán đồ ăn sáng luôn, thì đến tầm 7-8 giờ vẫn còn. Không biết là 8 giờ thì có không, nhưng hồi trước mình ra là 7 rưỡi 8 giờ rồi đấy, thì vẫn còn khá nhiều. Đây là ngã ba phố Nguyễn Cao với cả Trần Nhật Duật các bạn nhé. Phố Cao Thắng. Cao Thắng. Cao Thắng với Trần Nhật Duật. Ngã tư Cao Thắng Trần Nhật Duật. Ngay đầu ngã tư đấy các bạn sẽ thấy một người xe bánh mì nhỏ nhỏ. Rất là dễ thương của hai vợ chồng bán. Chủ ở đây rất là thân thiện. Ngon lắm. Tôi đói phải không ạ? Trứng bọc khô. Trứng bọc khô xúc xích, giò, lạp sườn, hành tây. Hành tây, đại loại là rất là nhiều thứ ở trong này các bạn. Cà bá tê nữa. Cà bá tê đấy còn. Bánh mì rất là giòn. Cái gọi là cay còn. Một cái ớt cay ạ. Một cái bình thường. Cay ít. Thật sự là ở cái đất Hà Nội này chưa có ai làm bánh mì kiểu như thế này cả. Đây là loại bánh mì thập cẩm nhất mà các bạn từng được ăn, mà cũng là ngon nhất luôn. Ăn một cái bánh mì này no luôn. Ăn con chỉ ăn được nửa cái là con no rồi ý. Hôm nào mà con đói lắm, đói mốc đói meo, con mới ăn được hết một cái. Một cái bánh mì ở đây siêu đầy, siêu no. Bánh mì gọi là bánh mì bình dân, bánh mì dân tổ gọi là bình dân. Bánh mì dân tộc mở từ 2 giờ sáng nhỉ? Ủa nhỉ? 3 giờ sáng rồi. 3 giờ sáng, mở từ 3 giờ sáng. Hồi trước thấy mọi người bảo là đến tầm 5 giờ rưỡi là cô đóng rồi, nhưng mà bây giờ cô mở đến tận sáng luôn. Ngon quá. Lâu lắm rồi bảo tôi được ăn đấy. Phải gần nửa năm anh. Rất là ngọt các bạn ạ. Thưa là bạn mình cho mình đi ăn ở chỗ này. Đó là từ đấy cả đội mình nghiện luôn bánh mì ở đây. Không phải ai cũng biết bánh mì ngon nhất ở các Hà Nội đâu ấy. Thật sự nó cũng ngon rồi đối với mình và đối với tất cả các bạn mình. Đây là bánh mì ngon nhất ở Hà Nội, không một chỗ nào ngon bằng. Còn nhiều nhân quá. Những ngày bình thường ấy, tôi chỉ ăn được nửa cái thôi vì nó quá đầy. Cô ấy bán có phải bán nửa cái đấy, chứ không phải lúc nào bắt mình ăn một cái đâu. Thế bây giờ tôi biết đấy. Ngày xưa thì nào tôi vẫn mua nửa cái mà. Không có bán một nửa. Tại vì nó cho rất là nhiều nhân, cho rất là đầy.
Nhưng các bạn có thể nhìn thấy nhân nó trào ra khỏi cả bánh luôn này. Thật sự là để mà ngồi đây vào lúc tầm 6 giờ sáng ấy, mà nhìn đường phố ấy, cực đẹp luôn. Tại vì lúc bây giờ mặt trời nó kiểu nó nhô lên khỏi mấy cái tòa nhà ở phía bên bên D ấy. Đêm qua mình thấy bánh mì dân tổ đến cái nỗi mà mình không thể ngủ được. Thế là sáng sớm quyết định gọi nó đi đón để được ăn bánh mì dân tổ. Ui, con khát quá. Ai không trả đá. Con thích uống trà loãng chú ạ. À. Thế đúng là một combo ấy. Hợp lý ấy chứ. Sinh ra là để dành cho nhau, bánh mì và trà đá.